Đây là những người mà đã hạ gục được admin trong Blogfoot. Người đầu tiên đó chính là Gunnap do 99. Người này thì chắc anh em ai cũng biết hết rồi, vì gần đây bạn ấy khá là nổi khi hạ gục được admin chỉ bằng một chiêu. Rất may mắn khi bạn ấy có thể gặp được admin và hạ gục anh ấy để làm nên lịch sử Blogfoot. Người thứ hai không ai khác đó chính là Silenta Suza. Tuy không hạ gục được admin nhưng theo mình thấy thì anh ấy làm rất tốt bằng cách đẩy admin xuống biển và dồn combo triple Iozu cộng thêm với những chiêu stun khó chịu của trái portal, suýt hạ gục được admin trong cái le của 16.420 và gần 83k HP. Quá đỉnh. Và chung của đó chính là Zegame 43, một đấng tối cao cân 5 admin và có thể hạ gục dễ dàng chỉ bằng những chiêu chấn động. Khắc tinh duy nhất của Zegame 43 là Zipinza, người duy nhất có thể one hit được owner. Thì video của mình đến đây là hết rồi. Nếu mình có sai hoặc thiếu sót gì đó thì mong anh em thông cảm giúp mình nha. Cảm ơn anh em đã xem.